Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2020. Bây giờ thì cũng là 10 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối hôm nay thì bên mình lại về để in mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo đây này. Hôm nay thì bên mình về được là 3 cây Oppo gì nhỉ? A37 nhá. Buổi tối hôm nay mình về được 3 cây Oppo A37 đấy ạ. 3 cây Oppo A37. Oppo A37 này thì là phiên bản là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 16GB các bạn. Đấy. Oppo A37 thì là phiên bản là RAM 2GB. Bộ nhớ trong là 16GB. Pin này cũng là 3.000, hơn 3.000. Mình về 3 con. Đấy. Đấy. Hai con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 900k nhé. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc các bạn xài, hoặc là bạn làm xài một vài phụ cũng được, tuyệt vời. Đấy. Đấy. Con này thì là vỏ xấu hơn một chút thì mình cũng xả cho bạn với giá là coi như là gì nhỉ? Vỏ xấu hơn một chút thì mình sẽ xả cho bạn với giá 800k nhé. Đấy, con này mình sẽ xả cho bạn phải giá là 800k. Tặng kèm các bạn cái ốp này nhá. Đấy. Con 800 này mình sẽ tặng kèm các bạn cái ốp này nhá. Đấy, các bạn mua về làm xài làm máy phụ này, hoặc tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc các em nhỏ mà đi học cực kỳ là ok nhá. Đấy, Oppo A7. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là gì nhỉ? Giá là 900k, hai con này và một con này là 800k nhá. Đấy, rất nhiều điện thoại cũng là gì. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình đã về được con này là con Samsung Note 7 FE. Đấy, Note 7 FE thì hôm nay nhà mình về được con này các bạn nhé. Đấy, Note 7 FE. Note 7 FE này thì nhà mình có máy thì còn đẹp 90/90%. Máy đẹp leng keng sáng beng. Tình trạng của nó là bị nứt ở chỗ kính màn hình này. Đấy. Nứt ở kính màn hình này các bạn nhé. Đây, nứt phần trên này các bạn nhé. Đấy, mặt lưng không bị nứt nhé. Mặt lưng con này mấy viền này thì đẹp nhé, đẹp keng. Đấy. Mặt lưng của nó thì là không bị lứt. Đấy, mặt trước thì nó chỉ lứt mỗi phần trên này thôi. Còn ở phần dưới này thì không bị lứt nhá. Thì là con này thì tình trạng của nó thì là màn hình con này thì là gì nhỉ? Con này nó chỉ bị không ám, nó chỉ bị hơi bị lưu ảnh một tí thôi nhá. Con này chỉ hơi bị ám lưu ảnh, con này chỉ hơi bị lưu ảnh một chút thôi. Con Note 7 FE này thì là phiên bản của nó là RAM, con này là RAM con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong này là 64GB. Này, Note 7 FE đây. Đấy, Note 7 FE thì có hỗ trợ là cái bút Eiffel này nhá. Đấy, các bạn dùng viết lách hay là vẽ cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Này, Note FE thì các bạn dùng để viết lách cực kỳ tuyệt vời nhé. Đấy. 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 Note FE thì hỗ trợ là... Đấy. Đấy. Dòng Note thì có hỗ trợ cái bút cực kỳ tuyệt vời. Thì con Note FE này thì là bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000 nhé. Đấy. Máy đẹp lên keng sáng beng. 1.600.000 nhé. Các bạn mua về xài làm một máy phụ, hoặc là chơi game, xem phim, nghe nhạc thì cực kỳ tuyệt vời. Bọn này quá là trâu bò luôn. Đấy, con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 1.600.000 các bạn nhé. 1.600.000, rất là nhiều điện thoại cũng là rẻ cho mình. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đây thì mình về con này là con Samsung S7e. S7e thì con này thì hôm nay mình vừa mới về xong này nhé. Con này là bản Mỹ nhé. S7e con này là bản Mỹ. Đấy, S7e thì con này là bản Mỹ này. Bản Mỹ thì là một sim một sóng nhé. Đấy, bản Mỹ thì là một sim một sóng. Cấu hình con này mình sẽ xem cấu hình cho các bạn nhé. S7e đấy. Con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con Samsung S7e thì màn hình con này hơi ảm nhẹ một chút thôi nhé. Hơi ảm nhẹ một chút thôi. Các bạn để ý kỹ thì mới thấy nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng con S7e này nhé. Vỏ thì có phiền cũ phải theo thời gian này. Đó, con xanh gold này. Đấy. Vỏ con này thì có phải cũ theo thời gian. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, S7e 2 triệu đồng nhé. Đây. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được là... một hai cây này. Nó 8 nay nhà mình về được cây này sẽ là bản nó như ghi đây. Đây, đây.
lót 8 này nhà mình tối nay mình về là 3 cây nhá. Tối nay mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3 cây lót 8 này. Đó, lót 8 này thì là mình sẽ nói sơ cua qua các bạn. Cầu hình con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này gì là gì nhỉ? 64GB nhá. Con lót 8 này thì là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con lót 8 đây là màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Con lót 8 này thì các bạn mà ví dụ mà các bạn chạy Grab ấy, các bạn mua những sản phẩm là Samsung lốt này, các bạn để chạy Grab hay là xem bản đồ thì cực kỳ tuyệt vời. Tại vì Samsung cái chip của nó trùng chip Exynos, nó chạy cực kỳ là nhanh mà mượt lắm, hiệu năng cực kỳ lốt tốt. Ok, mà cái thứ nhất là cái RAM của nó là RAM 6GB. Các bạn dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cái dòng lót 8 này các bạn mà ví dụ mà các bạn mà làm shipper và các cái phần mềm mà nổ đơn các kiểu ấy thì các bạn mua dòng Note hoặc dòng S cực kỳ tuyệt vời nhá. Bọn này thì nổ đơn cực kỳ là nhanh các bạn nhá. À, con lót 8 màu hôm nay nhà mình về là 3 cây. Đây. 3 cây lót 8 này, hai con màu xám này và một con màu đen này, thì mình sẽ báo giá từng trạng từng con một nhá. À, con đầu tiên thì mình sẽ ấy từng con rẻ nhất đây. À đây thôi con đắt nhất đi. Báo từng giá con một này. Đấy, con lót 8 này. Đấy. 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 Con này thì là máy đẹp, ngoại hình con máy có 90/90%. Máy đẹp len keng sáng đẹp. À, con lót 8 này thì là màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút nhé. À. Màn con này thì không ám mà hơi lưu nhẹ một tí ở phần dưới này một chút thôi các bạn nhé. À, chỉ hơi lưu nhẹ một phần dưới tí đi chút thôi. À, con lót 8 này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là gì nhỉ? 4 triệu đồng nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 4 triệu đồng con lót 8 đấy ạ. Này. Màu xám này là 4 triệu đồng, RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Đấy, lót 8 này là 4 triệu đồng nhá. Đấy, con thứ hai. Theo con thứ hai thì là màn hình con này cũng không ám. Nó chỉ hơi bị lưu thôi. Đấy, con này thì không ám. Đấy, con này thì sẽ là màn hình không ám mà chỉ hơi lưu thôi nhá. Đấy, màn hình không ám nó chỉ hơi lưu thôi. Đấy. Đấy. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là gì nhỉ? Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.200.000. Máy đẹp leng keng sáng beng luôn. Đấy. 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 Con này thì nó sẽ là không ám, chỉ hơi bị lưu chút thôi. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.200.000 con lót 8 đấy nhá. Đấy. Đấy. Con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 3.200.000 con lót 8 đấy nhá. Đấy, màu xám này. Và con này con thứ ba. Con thứ ba thì là gì nhỉ? Màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút nhá, hơi ám nhẹ các bạn để ý kỹ thì mới thấy thôi. Đấy, thì con này thì là phiên bản của nó là phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB nhá. Con này là phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB luôn. Đấy. Đấy ạ. Màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút. Con này thì mình sẽ xả cho bạn mặt lưng thì là sau được hơi xước xước một tí thôi nhá. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn giá là 4.200.000 nhá. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 4.200.000. Đây, viền máy thì là vỏ máy thì đẹp keng sáng beng luôn. Mặt lưng thì hơi xước phẩy một chút thôi. Thì là mặt màn thì hơi ám nhẹ đấy nhá. Đấy, các bạn để ý kỹ mới thấy. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 4.200.000 nhá. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 256GB nhá. Đấy. Rất nhiều điện thoại giá rẻ. Và đây, và tiếp theo nhà mình thì nhà mình hôm nay về được con này là con iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus thì hôm nay mình vừa thâu lại của khách xong. iPhone 7 Plus thì con này là phiên bản của nó là phiên bản là 128GB nhé. iPhone 7 Plus con này là bản quốc tế 128GB này. Đấy, iPhone 7 Plus phiên bản quốc tế 128GB. Con này thì hôm nay mình vừa thâu lại của khách xong nhé. Con này thì mình sẽ bao cho bạn là men zin, màn zin và check là full xanh nhé. Chưa thay thế, chưa sửa chữa gì. Đấy, mình sẽ bao cho bạn là các bạn check bao tuôn là full xanh. Chưa thay thế, chưa sửa chữa gì. Con iPhone 7 Plus này thì là ngoại hình thì còn 90/90%, máy màu gold các bạn nhé, 128GB. Tình trạng pin con này thì là pin zin theo máy mà. Pin zin theo máy, tình trạng pin thì còn là 82% nhé. Đấy. Tình trạng pin thì còn 82% nhưng mà được cái là pin zin theo máy nhé. Chưa thay thế, chưa sửa chữa gì. Bao cho bạn là check full xanh luôn. Đấy. Con iPhone 7 Plus quốc tế 128GB này thì là con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 5.500.000. Đấy, mình sẽ bao cho bạn là các bạn là men zin, màn zin nhá. Máy check full xanh luôn, pin tình trạng 82%. Nói chung là pin zin nó còn ngon nó tuyệt vời hơn nhiều pin mới bây giờ cơ. Đấy. 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 Bạn nào thích sản phẩm đấy, bạn nào muốn dung lượng pin cao hơn các bạn dùng cứ tầm dưới 80
thì tầm độ 7 mấy thì các bạn có thể đi thay nhé. Nói chung cái pin zin thì nó nói chung là dung lượng pin zin thì vẫn còn tốt lắm. Ngoại hình cũng khá là ok. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 5.500.000. Thì iPhone 7 Plus thì đánh giá ưu điểm nhất của nó là cái camera. Camera iPhone 7 Plus thì nó thứ nhất là nó thiết kế, mà thứ hai là cực kỳ là sắc nét, và thứ hai là mình hay quay phim bằng iPhone 7 Plus ấy. Nó cho cái hình ảnh video cực kỳ là tuyệt vời luôn, mà cái camera nó cực kỳ là sắc nét và đắt nhé. Đấy, cực kỳ là đắt nhá. Các bạn nên dùng iPhone 7 Plus thì các bạn lưu ý cái phần camera. Các bạn tránh để rơi, tại vì camera này các bạn đi thay thế sửa chữa nó rất là đắt đấy các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus quốc tế 128GB này, các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhá. Một là qua Zalo và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán. Và ở xa bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ forwarding ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà trả sau thì các bạn lại chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và hình thức cọc các bạn có thể là cọc thẻ cào này, chuyển khoản và Momo nhá. Đấy, và sản phẩm bên mình thì lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên là các bạn yên tâm nhá. iPhone 7 Plus 128GB bên mình đang thanh lý bạn giá là 5.500.000. Bao cho bạn là main zin, màn zin và full xanh các bạn nhá. Và tiếp theo cuối cùng nhà mình lại về con này là con Samsung, con này là Samsung A8 2018. Thì A8 2018 thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong nhá. Con này thì là vỏ cũng có phẩy đôi chỗ theo thời gian. Con A8 2018 này, con này là bản Hàn, một sim một sóng, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB, màn hình của nó là tràn viền 5.6 inch, độ phân giải màn hình của nó là Full HD cộng nhé. Con này thì là màn hình của nó là Full HD cộng. Con A8 2018 này thì bên mình đang thả xả cho bạn với giá là 2.1 triệu nhé. Con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 2.1 triệu đi. A8 2018 2.1 triệu đi ạ. Đó, máy thì ngoại hình thì còn độ 90% thôi. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 32GB, nhỏ gọn cực kỳ chắc tay nhá, dùng rất là sướng nhá. Đấy, và hôm nay thì bên mình có về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình đấy nhá. Đấy, đây địa chỉ cửa hàng mình này, số nhà mình đấy nhá. Đấy, để giao lưu và trao đổi nhá. Và ở xa thì mình có ship nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhá.